Máy cắt cỏ Honda UMK 450T U2ST là một dòng sản phẩm được sản xuất đồng bộ và lắp ráp theo công nghệ tiên tiến Nhật Bản của Honda, thương hiệu đã có mặt lâu năm và nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng máy được ra đời nhằm mục đích mang đến sản phẩm máy cắt cỏ hữu ích cho người sử dụng, đạt được hiệu quả cao như mong đợi của người tiêu dùng. Máy sử dụng động cơ Honda 4 thì, làm mát bằng khí, xi lanh đơn hoạt động với công suất 1,47 kW, dung tích xi lanh 47,9cc. Máy hoạt động mạnh mẽ với tốc độ 7.000 vòng trên phút. Máy có thể cắt cỏ voi, các loại cây cỏ lớn, thậm chí đốn cành, tỉa cành cây cao khi trang bị lưỡi cắt tròn răng cưa. Một chiếc máy thích hợp cho việc cắt cỏ vườn cây gia đình, dãy cà phê, vườn tiêu, vườn điều, vườn nhãn, công viên, đường đô thị. Vinmark tự hào là nhà phân phối máy cắt cỏ Honda chính hãng hàng đầu Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy nông nghiệp, cùng đội ngũ tư vấn chuyên sâu, chúng tôi luôn cập nhật giá mới liên tục để có giá rẻ nhất đến tay người tiêu dùng. Chiết khấu cao cho các cửa hàng bán sỉ và lẻ. Bạn hãy nhấc máy lên gọi số hotline 024-3838-3456 để được tư vấn hoặc truy cập vào website máymócviệt.vn. Thank you.